Bây giờ mẹ em sẽ học bài cuối cùng của chương thứ nhất trong phần kim loại, đó là ăn mòn kim loại và điều chế kim loại. Như vậy thầy chia hai phần. Phần thứ nhất, ăn mòn kim loại. Như vậy ăn mòn kim loại là kim loại bị phá hủy do tác dụng bởi các chất trong môi trường. Như vậy phương trình ăn mòn kim loại đặc trưng của nó đây, đây là kim loại ban đầu này, nó bị phá hủy tạo ion dương kim loại và nhường electron. Như vậy cái electron này tùy theo nó nhường cho ai đó, có nghĩa là các cái chất trong môi trường. Nếu nó nhường electron trực tiếp cho các chất trong môi trường thì được gọi là ăn mòn hóa học. Nếu nó nhường electron cho một cái kim loại có tính khử yếu hơn và sinh ra dòng điện thì được gọi là ăn mòn điện hóa. Vậy đây nhắc lại cái định nghĩa của nó. Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại do kim loại tác dụng với các chất trong môi trường. Như vậy người ta phân loại ra gồm hai loại như sau. Loại thứ nhất là ăn mòn hóa học. Vậy ăn mòn hóa học giờ là do kim loại tác dụng với các chất trong môi trường và lúc đó kim loại nhường electron trực tiếp cho các chất trong môi trường. Ví dụ kim loại tác dụng với oxy hay là ví dụ hay kim loại tác dụng với khí clo như vậy trong trường hợp này sắt nhường electron trực tiếp cho oxy. Trường hợp thứ hai sắt nhường electron trực tiếp cho khí clo hay là kim loại phản tác dụng với axit chẳng hạn. Lúc này sắt bị axit phá hủy và kim loại sắt nhường electron trực tiếp cho H cộng. Vậy chỗ này em nắm một ý rất là rõ. Vậy ăn mòn hóa học này là một quá trình oxy hóa khử mà kim loại bị ăn mòn nhường electron trực tiếp cho các chất trong môi trường. Nhớ là nhường electron trực tiếp. Bây giờ cái ăn mòn, loại ăn mòn thứ hai là ăn mòn điện hóa. Như vậy ăn mòn này khác cái ăn mòn ở trước là có chữ điện thế này. Vậy ăn mòn điện hóa là cũng là một quá trình oxy hóa khử. Như vậy nó là quá trình oxy hóa khử. Và kim loại bị ăn mòn nhường electron cho kim loại có tính khử yếu hơn. Hoặc phi kim. Phi kim đây chủ yếu là carbon đó. Và trong trường hợp này nó sinh ra dòng điện. Vậy hai cái ăn mòn này khác nhau chỗ nào? Và giống nhau chỗ nào? Giống nhau ở chỗ là ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa đều là quá trình oxy hóa khử. Nhưng mà khác nhau, ăn mòn hóa học
thì quá trình nó xóa khử, nhưng mà kim loại bị ăn mòn nó nhường electron trực tiếp cho các chất trong môi trường, cho các chất trong môi trường. Trong lúc ăn mòn điện hóa thì kim loại bị ăn mòn sẽ nhường electron cho kim loại có tính khử yếu hơn. Như vậy kim loại bị ăn mòn nhường electron cho kim loại có tính khử yếu hơn. Như vậy nó phải có hai kim loại rồi. Hoặc cho phi kim là carbon và sinh ra dòng điện. Như vậy trong trường hợp này đối với ăn mòn điện hóa là phải có hai kim loại khác nhau, hoặc kim loại và phi kim, nó mới nhường electron trực tiếp cho kim loại khử yếu hơn được. Vậy mấy em nắm kỹ chỗ này, điều kiện ăn mòn điện hóa. Như vậy điều kiện ăn mòn điện hóa này, điều kiện thứ nhất là phải có hai kim loại khác nhau. Hoặc kim loại và phi kim. Hai kim loại khác nhau hoặc kim loại phi kim nó phải tiếp xúc với nhau. Có nghĩa là hai kim loại phải tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện ly. Như vậy điều kiện thứ hai là phải tiếp xúc nhau. Và cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện ly. Chứ nếu mà không có dung dịch chất điện ly ở đây thì cũng không sinh ra ăn mòn điện hóa. Riêng ăn mòn hóa học thì chỉ cần kim loại tiếp xúc với các chất trong môi trường là được rồi. Vậy bây giờ thì chỗ này thầy nói qua cái cơ chế, mấy em nắm kỹ phần cơ chế. Cơ chế ăn mòn. Ăn mòn điện hóa này nó xảy ra thường xuyên trong đời sống đó, chủ yếu. Vậy khi hai kim loại khác nhau tiếp xúc nhau, ở đây nó có sinh ra dòng điện, vậy bắt buộc một có kim loại đóng vai trò cực âm, một kim loại đóng vai trò cực dương. Sở dĩ nó sinh ra dòng điện là do chênh lệch cái thể được cực chuẩn ở đây. Vậy cái cơ chế này mấy anh nắm thật kỹ. Cực âm kim loại khử mạnh bị ăn mòn. Bị ăn mòn hay còn gọi là bị oxy hóa đó. Cực dương kim loại khử yếu hơn. Hoặc phi kim. Phi kim ở đây chủ yếu là carbon. Hai kim loại này, hai cái kim loại khử mạnh khử nó phải nối với nhau, hoặc kim loại phi kim. Thì mấy em lưu ý, cực âm này kim loại khử mạnh bị ăn mòn. Cực dương kim loại khử yếu hoặc phi kim không bị ăn mòn. Không bị ăn mòn ở đây. Ở đây nó sẽ xảy ra một quá trình khử, có thể là khử H cộng trong dung dịch trong môi trường axit, hoặc là xảy ra một quá trình khử nước hòa tan oxy. Nhưng mà mình phải nắm cho kỹ kim loại khử mà mạnh bị ăn mòn. Vậy bây giờ chỗ này thầy cho một ví dụ. Ví dụ thầy nói một sợi dây nhôm với một sợi dây đồng thầy treo trong không khí ẩm. Như vậy trong không khí ẩm này là hơi nước hòa tan oxy. Như vậy bây giờ hai kim loại khác nhau rồi này, thì một trong hai kim loại này sẽ có một kim loại bị ăn mòn. Vậy nhôm và đồng trong dải điện hóa, mấy em đã nhớ rồi, kim loại nào khử mạnh thì đứng trước, kim loại khử yếu đứng sau trong dải điện hóa. Vậy nhôm và đồng thì cực âm sẽ là nhôm, kim loại khử mạnh đứng trước dải điện hóa, đứng trước so với đồng bị ăn mòn. Trong lúc này cực dương là đồng không bị ăn mòn. Như vậy nếu ta treo cái sợi dây này trong một thời gian lâu trong không khí ẩm thì nó sẽ đứt ngay chỗ này, đứt ngay chỗ này ra và đem cắt lại thì cái dây nhôm sẽ bị thiếu đi, là do nhôm
nó đã nhường electron và nhôm nó tan ra. Lúc này electron nhôm nó nhường cho đồng qua dây dẫn, qua thanh kim loại này. Và tại phía đông này, nước hòa tan oxy nó sẽ nhận electron của nhôm. Và nhôm ba cộng, nhôm tan ra nhôm ba cộng kết hợp với nhôm với OH tạo nhôm hydroxit và phân hủy đi cho nhôm oxit. Như vậy khi nối hai sợi dây kim loại với nhau thì mem nắm rất là đơn giản. Kim loại có tính khử hai kim loại thì buộc phải có kim loại đứng trước, có kim loại đứng sau. Vậy kim loại đứng trước bị ăn mòn, kim loại đứng sau không bị ăn mòn. Vậy bây giờ mem chú ý một điểm này. Chú ý điểm này. Khi em cho một kim loại và một dung dịch muối của kim loại khác, hay lấy ví dụ này, thầy cho kẹp một thanh kẹp vào dung dịch đồng sunfat thì kẹp sẽ khử đồng hai cộng thành đồng và kẹp bị tan ra. Như vậy lúc này kẹp nó sẽ khử đồng hai cộng tạo ra kim loại đồng, và kim loại đồng nó sẽ bám lên đến thanh kẹp đó. Kim loại đồng nó sẽ bám lên thanh kẹp, và bây giờ hai kim loại được tiếp xúc với nhau và dung dịch điện ly là dung dịch đồng xuất phát, kẹp xuất phát, trong trường hợp này nó sẽ ăn mòn điện hòa. Vậy thầy cho một cái chú ý, khi em viết, khi các em viết một cái phản ứng mà trước và sau phản ứng đều có kim loại, thế nó sẽ sinh ra hiện tượng ăn mòn điện hòa. Phần này trong đề thi ta ra thường xuyên. Em lưu ý đều có kim loại trước và sau phản ứng nha. Kim loại chứ không phải ion kim loại đây. Ví dụ đây này, đây là kim loại này. Còn nếu viết phương trình thu gọn, đây là kẹp hai cộng chứ không phải kẹp. Vậy đây là ion kẹp. Vậy giả sử cái phương trình này ta thấy trước phản ứng có kẹp, sau phản ứng có đồng, vậy trường hợp này sẽ sinh ra hiện tượng ăn mòn điện hòa. Một cái chú ý thứ hai, người ta điều chế khí hydro trong phòng thí nghiệm, thông thường ta cho kẹp hoặc sắt vào dung dịch axit sulfuric loãng. Như vậy phản ứng đầu tiên kẹp sẽ khử H cộng của dung dịch axit, giải phóng hydro. Như vậy bọt khí hydro này sẽ thoát ra, nhưng càng lúc càng nhiều, nó sẽ bám trên kẹp, nó không cho kẹp tiếp xúc với H cộng. Lúc đầu khí hydro thoát rất mạnh, nhưng mà sau một thời gian do bọt khí hydro nó bám trên kẹp nên kẹp electron kẹp nhường cho H cộng sẽ bị vướng cả cái bọt khí này, và H cộng không tự nhận được, hydro thoát ra chậm hơn. Do đó thông thường khi điều chế khí hydro, người ta nhỏ vào đây một ít dung dịch CuHO4. Khi ta nhỏ dung dịch CuHO4 vào thì kẹp sẽ khử đồng hai cộng và kẹp bị tan ra, sinh ra đồng. Lúc này đồng nó sẽ bám lên trên kẹp, đồng nó sẽ bám lên kẹp tạo một hiện tượng ăn mòn điện hóa. Kẹp nó sẽ nhường electron trực tiếp cho đồng trong thanh kim loại này, chứ không phải nhường ra ngoài nữa. Và lúc này H cộng định nhận electron thoát khí hydro rất đơn giản. Vậy trong quá trình điều chế khí hydro trong phòng thí nghiệm, thông thường
cái phản ứng giữa kẽm hoặc sắt với dung dịch axit sulfuric loãng, ta cho thêm ít đồng sulfat vào để tạo hiện tượng ăn mòn điện hóa, và lúc này tốc độ thoát khí hydro nhiều hơn. Bây giờ ta cho một ví dụ thứ nhất, người ta cho bốn dung dịch riêng biệt, dung dịch đồng sulfat kẽm chloro, sắt ba chloro và bạc nitrat, ta nhúng vào dung dịch, mỗi dung dịch bằng một thanh niken, hỏi trường hợp nào sinh ra hiện tượng ăn mòn điện hóa. Vậy bây giờ muốn biết thì em phải viết phản ứng ra. Như vậy nhớ em nhớ được niken có đứng trước đồng trong dạy điện hóa không? Như vậy nè, niken đứng trước đồng trong dạy điện hóa, vậy niken sẽ khử được đồng hai cộng và niken tan ra tạo đồng. Đồng nó sẽ bám lên niken, hai kim loại tiếp xúc nhau cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện liên là đồng sulfat, vậy trường hợp này có ăn mòn điện hóa. Trường hợp thứ hai, niken tác dụng với dung dịch kẹt chloro, như vậy niken có phản ứng được kẹt chloro không nhỉ? Như vậy em phải nhớ lại cái dạy điện hóa của nó. Kẹt niken, như vậy niken 2 cộng thì phản ứng được kẹt, chứ niken thì không thể phản ứng được với kẹt 2 cộng, phản theo quy tắc alpha mà. Như vậy nếu thả kẹt vào niken 2 cộng thì được. Trong trường hợp này ta thấy này, niken phản ứng với kẽm sinh ra kẽm 2 cộng của niken, chứ niken thì không thể phản ứng với kẽm 2 cộng, trường hợp này không xảy ra phản ứng. Trường hợp thứ ba, niken tác dụng với dung dịch sắt 3, như vậy thì kẽm dạy điện hóa, sắt 3 cộng, sắt 2 cộng, niken 2 cộng niken. Như vậy sắt 3 phản ứng được với niken. Như vậy thu được niken 2 cộng và sắt 2 cộng. Như vậy trong trường hợp này sao phản ứng không xuất hiện kim loại? Nếu sao phản ứng sinh ra một kim loại nào đó kia, nó bám lên trên niken, hai kim loại tiếp xúc với nhau sẽ ra ăn mòn điện hóa. Vậy trường hợp này không có ăn mòn điện hóa. Trường hợp này là ăn mòn hóa học. Niken nhường electron trực tiếp cho sắt 3 cộng. Trường hợp này là ăn mòn hóa học. Bây giờ trường hợp thứ tư, niken vào bạc nitrat. Muốn làm cái bài này một cách chắc chắn thì mẹ em phải thuộc cái dạy điện hóa và nắm quy tắc alpha. Như vậy thầy có AG cộng AG, theo dạy điện hóa thầy sắp xếp đó. Vậy AG cộng phản ứng được với niken theo quy tắc alpha kìa, và đây bạc xuống, như vậy thầy có sinh ra niken 2 cộng và bạc kết tổ. Lúc này bạc nó sẽ bám lên trên niken và sinh ra hiện tượng ăn mòn điện hóa. Vậy khi nhúng một thanh niken lần lượt vào bốn cái dung dịch riêng biệt này thì sinh ra hiện tượng ăn mòn điện hóa chỉ là cái dung dịch đồng sulfat và dung dịch bạc nitrat. Vậy đáp án đây là có hai cả. Như vậy có hai trường hợp sinh ra ăn mòn điện hóa, đó là đồng sulfat và bạc nitrat. Bây giờ thầy cho ví dụ thứ hai, trường hợp nào sau đây sinh ra ăn mòn điện hóa? Thầy nhúng một sợi dây bạc vào axit nitric, như vậy bạc nó phản ứng với axit nitric tạo bạc nitrat,
giải phóng giả sử sản phẩm khử lời NO. Như vậy trong trường hợp này bạn nhường electron trực tiếp cho NO3 trừ cho N cộng 5 đó. Trường hợp này ăn mòn hóa học. Trường hợp thứ hai phải đốt sắt trong khí clo tạo sắt 3 cloro. Như vậy sắt nhường electron trực tiếp cho clo. Trường hợp này cũng ăn mòn hóa học. Trường hợp thứ ba, dùng một thanh nhôm vào dung dịch axit sulfuric loãng thì nhóm cuộc phản ứng với H cộng của axit sulfuric loãng đó, thay vì H cộng cho gọn đi, giải phóng hydro. Trường hợp này nhóm nhường electron trực tiếp cho H cộng, vậy cùng ăn mòn nhưng ăn mòn hóa học. Như vậy trường hợp này cũng ăn mòn hóa học. Chỉ có trường hợp thứ tư, nhúng thanh kẹp vào dung dịch đồng sulfat. Như vậy em thấy đồng 2 cộng nó sẽ khử kẹp tan ra, và đồng 2 cộng bị kẹp khử. Đồng 2 cộng có xóa kẹp cho kẹp 2 cộng, và kẹp nó khử đồng 2 cộng thành đồng. Đồng lúc này nó sẽ bám lên trên thanh kẹp. Đồng và kẹp nó sẽ bám với nhau. Và trong dung dịch điện ly ở đây là dung dịch đồng sulfat. Vậy trường hợp này sinh ra ăn mòn điện hóa. Như vậy trong cái đề của B năm 2012 này 4 câu chỉ có duy nhất một trường hợp này thôi, chỉ có một trường hợp thôi là kẹp tác dụng với đồng 2 cộng thôi, nó sinh ra ăn mòn điện hóa. Mà em lưu ý một điều, gang thép đó là hợp kim sắt carbon. Gang thép là hợp kim của sắt carbon. Như vậy nếu để gang thép trong không khí ẩm thì nó sẽ sinh ra một điện hóa. Và trong trường hợp này kim loại sắt sẽ đóng vai trò cực âm, bị ăn mòn. Còn cực dương là carbon, không bị ăn mòn. Vậy mấy em lưu ý cho gang thép nè. Gang thép là hợp kim sắt carbon, để trong không khí thì dung dịch chất điện ly nó sẽ bị hơi nước hoặc tan oxy chẳng hạn, nó sẽ phụ lên trên tấm gang hoặc thép. Và lúc này sắt sẽ bị ăn mòn đi và tạo cái hiện tượng người ta hay gọi là rỉ sắt. Lúc này sắt lại nhường electron cho carbon và sinh ra sắt 2 cộng sắt 3 cộng. Vậy bây giờ trong cái đời sống hàng ngày, hầu hết tất cả các cái vật mình dùng đều là hợp kim chứ không phải là kim loại nguyên chất. Vì nếu kim loại nguyên chất thì thông thường nó mềm. Vậy tất cả các thiết bị mình hay dùng là bằng thép. Vậy để bảo vệ cái thép, tức là để bảo vệ cái sắt trong cái thép này đó khỏi bị hư, thông thường ta phải làm thế nào đó, chứ nếu mà để tiếp xúc với không khí thì sẽ hư ngay. Vậy phần cuối cùng của ăn mòn kim loại đó là chống ăn mòn kim loại. Vậy để chống ăn mòn kim loại, cách ly vào môi trường. Vậy cách ly môi trường này có thể cách nào? Ta có thể dùng sơn phủ lên, hoặc là dùng một kim loại nguyên chất phủ nó lên, đừng để cho dung dịch chất điện ly nó bám vào. Vậy bây giờ trường hợp vỏ tàu biển chẳng hạn, vỏ tàu biển là thép đó. Vậy thép nó là hợp kim sắt carbon. Vậy trong quá trình di chuyển ở nước biển thì dung dịch NaCl nước biển là một dung dịch điện ly. Trong trường hợp này sắt nó sẽ bị ăn mòn ngay. Vậy bây giờ để làm cách nào để chống ăn mòn đối trường hợp này? Người ta không thể sơn được một cái vỏ tàu quả lòng, ta không thể sơn được. Vậy ta sẽ đưa lên đây cả cái kim loại, ta dùng một kim loại hy sinh, có nghĩa ta dùng một cái kim loại khác gắn lên trên thân tàu á,
ta dùng kim loại cạn gắn lên. Lúc này nó tạo ra một cái hiện tượng, một cái pin mới. Lúc đó là cái pin sắt carbon, sắt bị ăn mòn này. Bây giờ nó gắn kèm lên trên thì nó tạo một cái pin gọi là pin kẹp và sắt. Vậy kẹp là một kim loại vừa thụ động trong không khí. Kẹp có tính khử mạnh hơn sắt. Vậy nếu bị ăn mòn thì kẹp sẽ bị ăn mòn. Và ta thay dần cả cái miếng kẹp đó cho không bao giờ ta sơn được cái này. Vậy để bảo vệ chống ăn mòn kiểu này thì người ta dùng phương pháp điện hóa. Phương pháp này là dùng ăn mòn kim loại để chống ăn mòn kim loại đó. Vậy chống ăn mòn kim loại có mấy cách. Cách ly môi trường. Cách ly môi trường là bằng cách sơn, dùng chất hút ẩm hay là phủ vẹt ni lên. Cách thứ hai là dùng phương pháp điện hóa. Dùng phương pháp điện hóa tức là dùng một kim loại khử mạnh hơn, hy sinh. Đến đây thầy kết thúc cái phần ăn mòn kim loại.